Lê Trần xin được trở lại với chương trình Kiến thức y khoa gia đình và xã hội cùng với sự góp mặt của nam ca sĩ Dĩ Đan và Diệu Quyên. Trước khi vào phần quảng cáo đó thì là Julie cũng có rất là nhiều thắc mắc, mà trong những cái thắc mắc đó thì lại có những cái sự gọi là khán phục, là hai bạn đã chọn một cái ngành gọi là rất là khó để mà chữa trị. Tại vì bên này đối với Hoa Kỳ, anh như Sĩ Đàm, ví dụ Quân thấy là về cái vấn đề y tế, về cái vấn đề mà chữa trị, họ rất là tân tiến, họ rất là advanced. Yes. Nhưng mà có rất là nhiều case, có rất là nhiều trường hợp mà họ lại không giúp được cho bệnh nhân. Cái này nó hơi khó trả lời chút xíu, nhưng mà thôi kệ, mình cứ hỏi là tại sao hai bạn, lại sao Sĩ Đàm lại chọn cái chữa tim để mà... Julie thấy là cái thanh giá này nó hơi nặng. Yeah. Cảm ơn Julie. Thật sự mà cái đó là cái sự lựa chọn của mình, nhưng mà đó là cái sự lựa chọn đúng. Cái cây thanh giá này hơi nặng. Đúng, rất là chính xác. Thật sự thì Sĩ Đàm tin vô tất cả mọi cái thứ trên đời này. Lúc mà mình trẻ thì mình không tin lắm. Không quên. Lúc mình trẻ thì mình đúng rồi. Mình thích thì mình làm thôi, mình không tin nhiều. Nhưng khi mà đến một cái tuổi nào thì Sĩ Đàm tin tất cả mọi chuyện trên đời nó có một cái duyên số. Thì cái chuyện đó là ngẫu nhiên, đó là khi mà cái group anh chị em tụi này đó làm thành lập cái hội này thì muốn thật sự mà nói là muốn giúp cho quỹ giáo dục. Thật sự là muốn đầu tiên cái original idea đó. Nhưng mà khi mà về nói chuyện với lại sơ Hoàng Mai là sơ phụ trách về ban ủy ban xã hội và đời sống tại Việt Nam, thì sơ mới nói là tất cả chú ơi, ở đây ai cũng giúp xã hội nhiều lắm, nhưng có cái khoản mổ tim là không ai muốn giúp hết. Bởi vì thứ nhất là nó cost cao quá, và thứ hai nữa là người ta cũng không có nắm được, cho nên là người ta không có dám giúp. Và thí dụ như là mình bỏ 10.000 là mình giúp được xây được một vài mấy chục căn nhà thiện nguyện chẳng hạn đó, trong khi 10.000 nó chỉ cứu được có vài em thì cái chỉ số nó nhỏ quá. Nhưng sau đó Sĩ Đàm nói thôi mình cứ giúp đi. Sau đó Sĩ Đàm mới nhớ, như quý vị biết là thân phụ của Sĩ Đàm là nhà văn giáo sư Nguyễn Sĩ Tế. Thì bố Sĩ Đàm cũng qua đời vì bệnh tim. Thì Sĩ Đàm còn nhớ lại trong cái thời kỳ mà bố mổ tim xong đó, thì cả gia đình anh em nó tụ họp cứ ngồi cứ chờ từng cái thông tin, nói ô tim của người bác sĩ ra, nói ô his heart is getting better or getting worse. Mỗi lần như vậy thì cái trái tim mình nó cũng lên xuống. Và sau cái năm đầu tiên, lúc mà tụi này vừa mới làm xong cái charity đầu tiên á, tiền chưa kịp gửi về thì hai cháu đã qua đời. Thì sơ cũng báo hai cháu qua đời, thì cái đó mình mới cảm nhận là đó, cái này đó it's about life. It's about life. Một cái đời sống, biết ra là một đời sống của một đứa bé chăn trâu chẳng hạn, hoặc là ở một cái tỉnh quận huyện xa xôi mình không hề biết tên, không, nhưng mà mình thấy đây cũng vẫn là một cái đời sống nó có ý nghĩa. Thà là mình làm cái công việc gì mà mọi người từ chối còn hơn là mình tất cả mọi người cũng giúp cho giáo dục, tất cả mọi người giúp cho giống như là ngừa thai phá thai gì đó. Nhưng mà thì đang nghĩ thôi, mình cứ làm cái công việc gì mà ít người làm nhé. Wow, đó là lý do tại sao mà Julie nói thì là cái sự lựa chọn của Sĩ Đàm với Diệu Quyên là để mà gác cái thanh giá này nó hơi nặng. Nhưng mà chị Julie ơi, cho em nói cái này là của Sĩ Đàm nghĩ chứ. Nhưng mà chị Quyên bị dụ vác theo. Diệu Quyên giống như ông Simon vác đỡ cái thanh giá này. Vác đỡ cái thanh giá nhưng mà không biết là vác đỡ cho tới bao giờ. Chứ không phải là ngay từ đầu thiện nguyện như anh Sĩ Đàm đâu. Cái này là Diệu Quyên thấy anh Sĩ Đàm vác xong rồi anh nói anh nặng quá em ơi, vác phụ với anh, thì Diệu Quyên vác kém một chút xíu thôi. Thật ra thì đây là một cái công việc mà Julie cũng trần bày quý vị là Julie rất là thán phục với cái sự lựa chọn này của hai bạn. Nhưng mà trong suốt 2 năm qua đó thì hội đã cứu được bao nhiêu em rồi Sĩ Đàm, với cái những cái số tiền mà đóng góp của những quý vị? Thật sự ra cũng nếu mà so với những cái hội khác cũng chưa có bao nhiêu đâu, nhưng mà trong 2 năm vừa qua với những cái sự đóng góp mà của những vị Mạnh Thường Quân hoặc là những người đã đóng góp từ 2 năm qua thì đã cứu được bao nhiêu em? Thì trong 2 năm qua thì hội mình trong 2 cái kỳ tổ chức á, như quý vị nào mà quen thuộc với chương trình Hot to Hot á, là mỗi năm hội mình làm một cái chương trình Hot to Hot là một là năm 2016 phải không quên. Rồi Hot to Hot 2 là năm ngoái, thì cái tổng cộng số tiền mình gửi về cho Việt Nam được là 70 mấy ngàn. Và mình đã giúp được cho 42
em mổ tim. Wow. Trong đó có hai em sau đó thì không có chịu được cái ấy, đã qua đời. Đó là một cái sự mà không có nghĩa là cái số của các em chưa có được gọi là để mà lãnh được những cái ơn hồng ân mà để mà có thể có những trái tim. Thế thì trong những trường hợp mà ví dụ như có những em cần phải thay tim chẳng hạn vậy, thì làm sao mình kiếm được những người donor, hoặc những làm sao mình kiếm được những người kêu đấy không, bên này ngay cả bên Mỹ này của mình cũng vậy, mình phải chờ một thời gian rất là lâu mới có, may ra mới có một người để mà match hoặc là một người có thể cho mình thay tim. Thì những cái trường hợp, có trường hợp nào là cần phải thay tim chưa? Trong tất cả những cái case mà Sidan mà hội San Lucas nhận từ hồi thành lập tới bây giờ thì chưa có cái ca nào là các em cần phải thay tim. Đa số các em sơ sinh á, thì đa số là bị tĩnh mạch hoặc là nghẽn, hoặc là những vắc ngăn gì đó. Có những, thì tất cả những hồ sơ bệnh án và lý do tại sao mà Sidan lựa chọn Caritas, bởi vì nơi đó họ có một cái hệ thống hành chánh tổ chức rất là tỉ mỉ, rất là chính thức, rất là công khai, chứ không phải là mình đem về rồi mình cứ thảy rồi tiền muốn giúp ai ra ai. Thật sự là họ có ban kế toán, và tất cả những em bé mà xin mổ tim á đều có một cái hồ sơ từ bệnh viện gửi đến, và sau khi cái em đó đủ cái kinh phí á thì gia đình sẽ đưa em đi, và Caritas, sơ và cha sẽ là người trả tiền cho bệnh viện, chứ không phải là đưa cho tiền cho gia đình để gia đình làm. Cho nên là Sidan thấy cái cách tổ chức nó rất là khoa học và rất là tốt, cho nên là cũng công bằng để không mình không có cái sự gọi là tại vì Dự Quyên và Julie biết mà gia đình Việt Nam, nhất là những gia đình mà họ không có cái trình độ học vấn cao đó, đôi khi mình đưa 3,000 cho họ kêu mổ tim cho cháu thì họ lại đi họ làm cái gì thì mình không biết. Đúng rồi, có nhiều chuyện xảy ra mà mình không thể nào mình ngờ được. Đúng, ở bên Mỹ này lắm, tại vì có những cái chương trình mà Julie đã giúp từ trước là mình mua cái này mua cái kia để cho họ sử dụng, lúc mà họ cần thiết thì họ lại đem bán đi, họ lại chịu vẫn trở lại với cái cách mà đi đứng một cách gọi là Julian điển hình là ví dụ xe lăn chẳng hạn vậy. Có những trường hợp người ta rất là cần, nhưng mà khi đến lúc mà quẩn rồi, đẹp quá rồi, đem bán xe lăn rồi trở lại dùng hai cái gỗ để đi lại. Thành thử ra cái điều mà Sĩ Đan đề cập tới rất là thực tế trong cái đời sống của người dân ở Việt Nam. Vậy coi như là đã gửi trong vòng 2 năm đã được gửi được 70,000 và đã được cứu được 40,000 em. 40,000 đó là một con số không nhỏ đâu nha Sĩ Đan. Yes. Một con số đó không phải là nhỏ để mà quý vị có thể giúp đỡ. Xin quý vị chuẩn bị giấy và bút, vì Sĩ Đan và Diệu Quyên sẽ gửi đến quý vị những cái sinh hoạt sắp tới của hội St. Lucas để mà quý vị có thể tham dự, quý vị có thể tham gia hoặc là đóng góp, hoặc là bất cứ một hình thức nào đó. Vì bất cứ một cái sự đóng góp nào của quý vị đều rất có giá trị trong cái thời điểm này. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn.